chú ạ. Đây con vào đây. Vâng ạ. Thật lòng thì anh vẫn luôn mong được ở bên cạnh mẹ con em, chăm lo cho mẹ con em. Nhưng mà nếu như có một ai đấy mà khiến em cảm thấy vui hơn thì anh sẵn sàng lùi lại. Có thể em sẽ không tin, nhưng khi mà anh nói với em những lời tàn độc nhất thì anh vẫn luôn đặt em ở vị trí ưu tiên. Anh chỉ không muốn em và các con phải khổ, mà anh cũng chỉ muốn em được cảm thấy nhẹ nhõm hơn thôi. À. Anh Duy! Anh ạ. Ừ. Anh Duy. Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? À, đây ạ. Đây là món quà từ một người rất đặc biệt tặng em. Nay em mang ra bảo hành thì người ta lại bảo anh là người thanh toán ạ. Thế là sao ạ? Anh thanh toán á? Vâng. Em có hỏi kỹ nhân viên rồi ạ. Người ta bảo anh là người đã quẹt thẻ thanh toán. Được đấy. Anh Phong, anh có biết gì không ạ? Anh Phong biết đấy. Anh giải thích đi. Thế mà trước giờ em cứ tưởng em là người đặc biệt, là một fan girl may mắn được thần tượng hồi âm ạ. Nhưng mà hóa ra không phải. Lần sau các anh đừng trêu đùa người khác nữa. Em xin phép. Hôm nay Vân Nhóc. Nhóc. Vân. Chị ơi, chị cho em nhận lại con bé chị nhá. Chị đi gặp mẹ chị đi. Chị không việc gì phải e ngại tôi đâu. Anh có tin em không? Cô bảo tôi phải tin cô thế nào bây giờ?